lời khuyên những ai không có thái độ chia rẽ tôn giáo. Tôi thấy có hai thái độ có thể gọi là không chia rẽ tôn giáo. Thứ nhất là sự kính trọng đối với tất cả các truyền thống. Chẳng hạn như tôi là một người Phật giáo, nhưng đồng thời tôi hết sức ngưỡng mộ Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác. Thứ hai là không phải chỉ kính trọng các tôn giáo khác mà ta còn muốn được tu tập theo các tôn giáo ấy nữa. Vì thế mà có một số người vừa tu tập cả Thiên Chúa giáo lẫn Phật giáo. Cho đến một cấp bậc nào đó thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng nếu muốn đi xa thêm trên đường tu tập thì lại khác. Khi suy tư sâu xa về tánh không và hiện tượng tương liên của tất cả mọi sự vật thì sẽ rất khó để chấp nhận một vị trời sáng tạo, tự hiện hữu và bất biến. Cũng thế, nếu ai tin có một vị trời đứng ra sáng tạo vũ trụ thì nguyên lý tương liên sẽ là một trở ngại cho họ. Vượt lên một mức độ nào đó, ta sẽ nhận thấy những hạn hẹp thuộc nền tảng chung của các tôn giáo. Đến lúc đó, ta bắt buộc phải chuyên môn hóa, nếu có thể nói như thế. Điều đó không hề cấm cản ta kính trọng các đường hướng tu tập khác, nhưng thật khó để tu tập chung. Ngoài ra, trong Phật giáo còn có một cách tu tập riêng biệt nữa, gọi là quy y. Khi đã quy y Phật, thì tôi không tin lắm là người ta còn có thể quy y Chúa Kitô nếu không muốn đứng trước ngã ba đường. Tôi nghĩ rằng tốt hơn trong trường hợp đặc biệt như thế, hãy cứ xem đến Kitô như một vị Bồ Tát. Ghi chú: một, tánh không là một khái niệm vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Tánh không chỉ định bản thể đích thực của vạn vật. Tất cả mọi hiện tượng, tức mọi biến cố và sự vật, kể cả những tư duy và xúc cảm, đều không có một thực thể tự tại. Chúng chỉ là kết quả luôn luôn biến động và đổi thay, do vô số nguyên nhân và điều kiện góp phần làm cho chúng phát sinh. Tự chúng không có một sự hiện hữu nội tại và bền vững nào cả. Vì thế, bản thể của chúng gọi là tánh không. 2. Còn gọi là lý duyên khởi trong các kinh sách gốc Hán. Khái niệm này chỉ định sự tương liên, tương kết và tương tạo của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ. Không có một hiện tượng nào trong vũ trụ này có thể tự nó hiện hữu một cách độc lập, vì tất cả mọi biến cố và sự vật, mọi tư duy và xúc cảm đều lệ thuộc vào nhau, tương tác với nhau. Không có một hiện tượng nào tự nó có thể hiện hữu một cách nội tại, bất biến và độc lập. 3. Tức phải chọn một tôn giáo nào đó để đi xa hơn. 4. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng khái niệm về một vị trời không đặt thành vấn đề cho người Phật giáo nếu khái niệm đó được xem là tình thương yêu vô biên. Nhưng nó sẽ tạo ra vấn đề nếu xem đó là nguyên nhân đầu tiên sáng tạo ra thế giới này. Theo thiện nghĩ của người dịch thì việc kính trọng tất cả các tôn giáo là một điều hiển nhiên, cần thiết và bắt buộc. Vì tính cách đa dạng của con người và bối cảnh của nhân loại qua không gian và thời gian, nếu biết kính trọng tôn giáo thì cũng phải biết kính trọng con người, nhất là nhân phẩm và sự tự do suy nghĩ của con người. Không nên dùng sức mạnh, tiền bạc, áp lực tình cảm, lợi dụng hoàn cảnh của kẻ khác để áp đặt một tôn giáo, dù là bất cứ một tôn giáo nào cũng thế. Vì đấy là nguồn gốc đưa đến chia rẽ và có thể gây ra chiến tranh, như người ta đã từng thấy qua lịch sử của xã hội con người từ trước thời Trung Cổ cho mãi đến ngày nay. Lời khuyên những ai muốn tu tập theo Phật giáo. Theo nguyên tắc chung, tôi nghĩ rằng tôn giáo của cha mẹ mình là tôn giáo thích nghi nhất cho mỗi người. Giả lại, cũng không tốt khi theo một trào lưu tôn giáo nào đó rồi sao lại bỏ. Ngày nay, nhiều người rất quan tâm đến đời sống tinh thần, nhất là Phật giáo. Nhưng thường thì họ không suy xét cẩn thận để ý thức mình đang dấn thân vào một lĩnh vực như thế nào. Trước hết, phải biết chắc con đường mà ta chọn lựa có thật sự phù hợp với bản chất và ước vọng của ta hay không. Hãy tự xét xem mình có đủ khả năng để theo đuổi hay không,
và sẽ gặt hái được những gì tốt lành sau khi tu tập. Hãy nghiên cứu những lời giáo huấn căn bản trước đã. Trước khi bước chân vào Phật giáo, ta không thể nào biết hết được. Tuy nhiên, ta vẫn có thể đạt được một số hiểu biết khá đủ về những gì chính yếu. Tiếp theo đó mới nên suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn. Và sau cùng, sau khi đã xem xét cẩn thận, thì mới nên quyết định, như thế mới trọn vẹn được. Được như thế, chẳng những ta có thể đi xa hơn, và nếu cần, còn có thể phát nguyện nữa. Người ta tìm thấy trong Phật giáo rất nhiều phương pháp thiền định. Các phương pháp ấy gồm có sự lý luận phân giải, sự tập trung phi khái niệm vào một vật thể duy nhất, lắng thật sâu vào nội tâm. Các đối tượng của thiền định có thể là hiện tượng vô thường, tính vô ngã, sự khổ đau, tình thương yêu, lòng từ bi và nhiều chủ đề khác nữa. Tuy nhiên, muốn tu tập một cách nghiêm túc thì cần phải có một vị thầy kinh nghiệm và đáng tin cậy để hướng dẫn. Vị thầy đứng ra giảng dạy cho ta sẽ giữ một vai trò thật then chốt. Vì thế cũng phải nhận xét xem vị ấy có chân chính hay không, có hàm chứa những phẩm tính đúng như mong muốn hay không. Về phần ta thì đã sẵn sàng và quyết định theo vị thầy ấy hay chưa. Một cách vắn tắt, hãy hành động thật thận trọng. Không nên trở thành người Phật tử mà không nghĩ suy, không biết gì cả. Hãy cố tránh trường hợp theo Phật giáo chỉ vì thích, rồi về sau mới biết là cách tu tập này hay cách tu tập kia không phù hợp với mình, hoặc là mình không đủ sức để thực hiện. Một số người khi nghe nói có một vị lạc ma thuyết giảng ở đâu đó, liền đổ xô tới và đặt hết tin tưởng vào vị này mà chẳng cần tìm hiểu gì cả. Không kịp xem xét xem vị ấy có hội đủ những phẩm tính cần thiết hay không. Sau một thời gian, họ mới thấy vị thầy ấy mang nhiều khiếm khuyết. Nhiều người Mỹ đã đến đây tìm tôi và kể lại một số trường hợp như thế. Họ nghe nói có một vị lạc ma gần nơi họ ở. Tức thời họ đặt hết lòng tin vào vị này và chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ. Họ tiếp nhận những lời giáo huấn và nhất là chịu lễ thụ pháp. Nhưng một hôm, thái độ của họ bỗng dưng đổi hẳn. Họ đùng đùng nổi giận và tuyên bố xem có ai muốn nghe chuyện tên lạc ma ấy đã lạm dụng tình dục với các người bạn gái của họ hay không. Thế là họ đã giơ đũa cả nắm để nghĩ sai về Phật giáo. Những kẻ ấy tự gửi mình cho những vị lạc ma thiếu khả năng và đã làm mất đi uy tín của những lời giáo huấn đích thực. Họ đổ trách nhiệm cho Đức Phật đã làm họ thất vọng. Việc ấy từ đâu mà ra? Chính là thái độ của những kẻ ấy không được đúng đắn. Trước khi quyết định điều gì, phải tìm hiểu cẩn thận. Quán xét một người thầy là bước quan trọng đầu tiên trên đường tu học. Kinh sách đều có nói đến. Nếu ta chọn một vị thầy tinh thần mà không kịp nghĩ suy gì cả, đến khi những khiếm khuyết của vị ấy lòi ra, lẽ tất nhiên ta sẽ có cảm giác như là một tai họa. Dù sao, khi đã tiếp nhận những ước vọng và lễ thụ pháp, thì tốt hơn đừng thả lỏng cho những ý nghĩ không tốt tha hồ tung hoành. Bất cứ một con người nào cũng có những phẩm tính tốt và những khiếm khuyết. Kinh sách nói rằng, một vị thầy tinh thần phải có những phẩm tính cao hơn chúng ta. Nhưng thật sự câu ấy có nghĩa ra sao? Ví dụ một người nào đó được thụ giáo trực tiếp bằng khẩu truyền, một phương pháp tu tập mà ngày nay đã trở nên rất hiếm hoi, thì dù cho người ấy không có những hiểu biết lớn lao, nhưng trên phương diện truyền thụ thì họ đạt được một cái gì đó mà ta không có, và trong giới hạn của ý nghĩa ấy thì họ hơn ta. Nếu ta liên hệ với một vị thầy không tốt và đã tiếp nhận từ vị này những lời giáo huấn của Đức Phật, thì vị ấy vẫn xứng đáng để cho ta biết ơn. Nếu nhìn dưới khía cạnh đó, và nếu như ta xem người thầy là một kẻ tầm thường, hoặc tệ hại hơn là bất thần ta khinh ghét vị ấy, thì thái độ của ta không được đúng đắn lắm. Ngay cả trường hợp ta có hối tiếc đi nữa, thì vị ấy cũng từng là người hướng dẫn tinh thần cho ta. Vì thế,
nên tránh những thái độ quá cực đoan. Nói như thế không có nghĩa là ta bắt buộc phải tiếp tục tiếp nhận sự giáo huấn của vị ấy. Ta hoàn toàn tự do tránh không gặp vị ấy nữa. Nói chung, khi ta đã tiếp nhận những lời giáo huấn của Đức Phật qua một người nào đó, thì nếu có thể và tốt hơn hết là nên trao dồi lòng tin tưởng của ta nơi người ấy. Nếu không thực hiện được thì thôi, nhưng phải giữ thái độ trung hòa, không nghĩ tốt cũng không nghĩ xấu. Còn một điều nữa, không nên nghĩ rằng khi tu tập Phật giáo là ta có thể bay bổng lên trời xanh, đi xuyên ngang được vật chất hay nhìn thấy được tương lai. Mục đích của việc tu tập Phật giáo là chủ động tâm thức của chính mình, nhưng không phải để đạt được những quyền năng kỳ diệu. Cũng có thể khi đã khắc phục được tâm thức thì dần dần từng chút một, vài khả năng nào đó mà người ta gọi là kỳ diệu cũng có thể xảy ra. Nhưng đấy chỉ là những gì phụ thuộc. Nếu ta xem những thứ ấy là đối tượng chính của sự tu tập, thì thật sự tôi không tin chút nào đấy là sự tu tập Phật giáo. Những người ngoài Phật giáo cũng có những loại khả năng như thế. Hình như có một lúc KGB và cả CIA cũng chú ý đến những khả năng này. Vậy hãy giữ lấy sự thận trọng cho chính mình. Ghi chú: một, có nghĩa là xuất gia. Hai, nghiên cứu việc dùng thần giao cách cảm ứng dụng vào việc truyền tin và gián điệp, nhưng hình như đã thất bại. Lời khuyên những ai tu tập Phật giáo. Trong lĩnh vực tu tập tinh thần, khi mới khởi đầu thì thường thường rất hăng say, tiếp theo đó thì ngóng trông kết quả, và sau cùng thì nản lòng rồi chán ngán. Trường hợp ấy là dấu hiệu cho thấy một cái nhìn quá thiển cận. Mong đợi kết quả nhanh chóng là một sự sai lầm. Trừ trường hợp của nhà du già Mật Lạc Nhật Ba. Có phải vì muốn nhấn mạnh đến điều đó hay không mà kinh sách đã ghi chép rằng Đức Phật mất đến ba thời gian Kalpa vô tận trước khi đạt được giác ngộ hoàn hảo? Phần ta thì làm thế nào có thể đạt được giác ngộ sau vài năm ẩn cư? Những điều trên đây chứng tỏ ta chẳng hiểu gì về các lời giáo huấn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần cầm cái chuông nhỏ mà lắc trong ba năm thì sẽ đạt được thể dạng Phật. Quả thật hết sức ngây thơ. Nhiệt tình tu tập là một việc tuyệt vời, nhưng cũng phải hiểu rằng Đức Phật đã mất đến ba thời gian Kalpa vô tận để tích lũy trí tuệ và những điều xứng đáng. Vậy hãy nhìn vào đấy để hiểu rằng ta sẽ phải cần thật nhiều thời gian để đạt được sự giác ngộ tối thượng. Theo Phật giáo Bắc Tông thì Đức Phật đã đạt được giác ngộ từ trước qua thân xác trí tuệ. Sau đó Ngài hiển hiện trong thân xác hình tướng để lập lại từ đầu quá trình của giác ngộ. Nhưng đâu phải đấy là lý do để cho ta dinh vào mà bắt chước thực thi như Đức Phật, có phải thế không? Chúng ta chỉ là những chúng sinh tập bước theo vết chân của Phật, và cũng chớ bao giờ quên là ngay trong kiếp nhân sinh cuối cùng, chính Ngài cũng phải mất 6 năm kham khổ. Nếu hiểu được những điều ấy, ta sẽ tránh được cái nhìn thiển cận. Quả đúng là người ta có nói, con đường tu tập mau lẹ của Kim Cương Thừa có thể giúp đạt được thể dạng Phật một cách nhanh chóng, không cần loại bỏ những xúc cảm tiêu cực. Nhưng không phải là không nguy hiểm. Trong tiểu sử của Mật Lạc Nhật Ba có một giai thoại như sau. Có một vị Lạc Ma nói với Mật Lạc Nhật Ba như sau: nếu ai thiền định về những lời giáo huấn của ta vào ban ngày thì sẽ thành Phật ngay ban ngày. Những ai thiền định lúc ban đêm sẽ thành Phật lúc ban đêm. Còn những người may mắn hưởng được nghiệp thuận lợi thì khỏi cần thiền định làm gì. Mật Lạc Nhật Ba tự tin một cách chắc chắn mình là một trong những người may mắn ấy, và Ngài liền đi ngủ. Nếu ta bắt chước những chuyện ngược đời như thế thì có thể ta sẽ rất hùng hổ lúc đầu, nhưng sau đó thì thất vọng nhanh chóng. Ngược lại, nếu hiểu rõ được những bước tiến hành trên đường tu tập thì lòng nhiệt tâm của ta sẽ không bao giờ suy giảm.
Hiểu được điều ấy thật là quan trọng. Một điểm khác nữa, tôn giáo thường đưa ra những giới luật hay những quy tắc đạo đức để nâng cao giá trị con người. Trong Phật giáo nói riêng, có một số người không quan tâm đúng mức đến khía cạnh đạo đức đó, mà chỉ biết lo thiền định để mong chờ những kết quả diệu kỳ. Nhưng chờ mãi mà không có gì xảy ra thì họ sẽ vô cùng chán nản. Tôi xin lặp lại một lần nữa, mục đích của việc tu tập Phật giáo không phải để đạt được những khả năng kỳ diệu, nhưng để biến cải lấy con người của chính mình. Trở ngại lớn nhất là ta chưa sẵn sàng để hy sinh thời giờ cần thiết cho việc thực hiện đó. Ta nghĩ rằng Đức Phật cần đến những thời gian Kanpa, nhưng mình thì chỉ cần 2 hay 3 năm là giải quyết xong mọi chuyện. Vì thế mà tôi nghĩ con đường bắt tông là cần thiết. Khi đã đạt được một sự hiểu biết vững chắc trên đường tu tập, và nếu sau đó ta thực sự muốn bước vào kim cương thừa, thì lúc ấy mới có thể hội đủ quyết tâm, dù cho phải để ra 3 thời gian Kanpa đi nữa. Khi đã hội đủ nghị lực, ta mới có thể tu tập theo kim cang thừa được. Đấy là một phương pháp mang đến sự tĩnh lặng cho tâm thức và sự quán thấy sâu xa dễ dàng hơn. Và khi đó, ta mới có nhiều may mắn để thành công. Ngược lại, khi chưa thu đạt được căn bản vững chắc mà đã hấp tấp khởi sự ngay với kim cương thừa, thì ta có thể gặp nguy cơ tưởng lầm rằng mình sẽ đạt được dễ dàng thể dạng Phật trong một kiếp sống và bằng một thân xác như người ta thường nói. Ta cũng có nguy cơ biến vị thần linh ảo giác trong khi tu tập thiền định thành vị trời sáng tạo ra vũ trụ, và nghĩ rằng nếu đặt hết đức tin vào vị này thì vị này sẽ ban cho mọi khả năng siêu việt, được sống lâu, giàu sang và mọi thứ khác nữa kể ra không hết. Một số người không hoàn toàn tin tưởng vào các lời giáo huấn của Đức Phật, nên họ chỉ lẩn quẩn trong việc tìm hiểu với tính cách học hỏi. Một số người khác thì tin tưởng vào giáo huấn của Đức Phật, nhưng lại chỉ nghiên cứu bằng những hiểu biết trí thức, hoàn toàn có tính cách lý thuyết. Mục đích chính của giáo huấn Phật giáo là giúp biến cải bản thân của chính mình, nhưng không phải là cách gán thêm cho mình những hiểu biết mới. Nếu sau khi học hỏi mà không đem ra để thực hành bằng thiền định, thì hoàn toàn không có một ích lợi gì cả. Ta sẽ gặp nguy cơ trở thành một người Phật giáo chán nản, một người chỉ hiểu giáo huấn của Đức Phật trên mặt lý thuyết. Nói thì rất hay, nhưng hoàn toàn không biết gì về mùi vị của Phật Pháp. Chẳng qua vì họ không biết chuyển sự hiểu biết thành kinh nghiệm sống cho họ. Ngược lại, nếu biết áp dụng những lời giáo huấn vào bản thân mình, thì ta sẽ khám phá ra những thú vị đích thực, và nguy cơ trở thành một kẻ chán nản sẽ không còn nữa. Vì thế, phải hội nhập thật sâu những lời giáo huấn vào tâm thức. Hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau. Những ai muốn chọn một cuộc sống thiền định và những giai đoạn ẩn cư lâu dài, chẳng hạn như cách ẩn cư 3 năm theo truyền thống Tây Tạng, thì phải chuẩn bị trước thật cẩn thận qua những lần tu tập mở đầu. Tự giam mình trong 4 bức tường mà không biết thực thi đúng đắn sự tu tập để hướng tâm thức vào con đường tâm linh thì cũng như ngồi trong nhà tù mà thôi. Nếu trong khi thiền định ta chỉ biết tụng niệm nhưng không ý thức được gì cả, thì ẩn cư cũng chẳng có ích lợi gì. Trước khi ẩn cư, ta là một người bình thường, nhưng khi trở ra, ta vẫn còn nguyên như thế. Biết đâu ta chỉ thực hiện được thêm một thứ mới, ấy là sự kiêu hãnh. Vì có thể ta nghĩ rằng đã tự giam mình trong 3 năm nên ta xứng đáng mang danh một vị lạc ma. Như thế có ích lợi gì hay không? Trái lại, nếu chuyên cần ngay trong lúc tu tập mở đầu và sau đó thực hành một cách thường xuyên việc tu tập chính yếu trước khi ẩn cư 3 năm, thì chắc chắn sau khi hết thời gian ẩn cư, tư duy, ngôn từ và hành vi của ta sẽ hoàn toàn biến cải. Hoặc ít ra ta cũng trở nên một người kỹ cương hơn, và đó cũng là một điều đáng mừng. Với tư cách một Phật tử,
Nếu ta ước muốn xả thân cho các công trình nhân đạo, thì đấy cũng là một điều tốt. Nhưng phải xét lại xem, chủ tâm của ta có hoàn toàn tinh khiết hay không? Dù sao thì một hành động xã hội đơn thuần, không đi đôi với tình thương và lòng từ bi, cũng chưa phải là một hình thức dấn thân của Phật giáo, nhất là khi ta chưa quy y Phật. Chính vì thế mà ngoài những công tác xã hội, ta phải dành ra một phần thời giờ để tu tập, ẩn cư và thiền định về vô thường, khổ đau, vân vân. Ghi chú: 1. Mật Lạc Nhật Ba 1052-1135 là một đại sư du già Tây Tạng, được xem như một thánh nhân. Ngài để lại thật nhiều bài ca, thơ bất hủ. Các bài ca ấy được góp nhặt và ghi chép lại trong một tập sách rất nổi tiếng, mang tên là Thập Vạn Ca, một dạng bài ca của Mật Lạc Nhật Ba. 2. Kanpa là tiếng Phạn, dịch âm là kiếp hay là kiếp ba. Kinh sách Tây Phương dịch là Aeon hay Aeon, là một khái niệm trong Phật giáo, chỉ định một thời gian thật dài. Mỗi kiếp tượng trưng cho một chu kỳ gồm có sinh, thành, hoại, diệt của các thế giới. Trường hợp trên đây có ý nói, Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp trong một thời gian thật dài trước khi đắc đạo. 3. Trong các buổi lễ thuộc Phật giáo Tantra, người hành lễ thường lắc một cái chuông nhỏ để tượng trưng cho tánh không hay là trí tuệ. 3 năm là có ý nhắc đến thời gian ẩn cư 3 năm, 3 tháng, 3 ngày theo truyền thống Tây Tạng. Qua câu nói có tính cách châm biếm trên đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn nhấn mạnh đến cách tu tập mù quáng của một số người. Họ chưa thực hiện được gì mà đã nghĩ đến kết quả. 4. Còn gọi là pháp thân hay chân như. 5. Còn gọi là báo thân hay thụ dụng thân. 6. Các vị thần linh làm đối tượng cho sự quán tưởng trong khi thiền định, không phải là những vị thần linh hiện hữu bên ngoài, nhưng đấy là những biểu hiện của thực thể nội tâm của chính mình hay bản thể tối hậu của chính mình. Tu tập bằng cách quán tưởng như thế nhắm vào mục đích biến cải tâm thức của người hành giả. 7. Tu tập mở đầu hay khai màu là để chuẩn bị tâm thức trước khi bước vào cách tu tập chính thức. Trong các giai đoạn này, phải có một vị thầy giỏi hướng dẫn và xác nhận đủ sức, sau đó mới được ẩn cư 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Sơ lược về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 là một vị lãnh đạo tâm linh và nguyên thủ thế tục của người Tây Tạng, là một sứ giả uy tín về hòa bình. Trong những lần trả lời các cuộc viếng thăm qua khắp nơi trên thế giới, Ngài đã thuyết về các đức hạnh căn bản như là lòng từ bi, lòng khoan dung và tha thứ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề ra 3 mục đích chính mà Ngài theo đuổi suốt cuộc đời và cũng là những điều Ngài nguyện thực hiện. Với tư cách là vị tỳ kheo Phật giáo, là vị tu sĩ hành trì, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có mục tiêu quảng bá tinh thần hòa ái giữa tất cả các truyền thống tôn giáo. Mọi tôn giáo trên thế giới đều đặt căn bản trên các đức hạnh của lòng từ bi, thương yêu và khoan dung. Nhưng vì mỗi chúng sinh đều có các nguyện ước và thiên tư khác nhau, cho nên điều quan trọng là cần có những tôn giáo khác nhau trên thế giới. Đặt trên căn bản liên hệ hòa ái giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau, giữa các tôn giáo nên có lòng kính trọng, tinh thần hiểu biết và hổ tương tôn quý nhau. Nhân mùa Phật đản bàn về tích đản sanh. Người viết: Tâm Diệu. Hàng năm cứ vào mỗi độ tháng 4 âm lịch
là hoa sen bắt đầu nở. Hoa sen nở báo hiệu mùa Phật đản trở về, như để đón mừng Đức Thế Tôn ra đời. Lịch sử kể rằng bà Maya, công chúa của một nước láng giềng, là phu nhân của vua Tịnh Phạn, nước Ca Tỳ La Vệ. Khi có thai, theo phong tục của xứ mình là phải trở về quê mẹ để sinh nở. Trên đường về, trong lúc dừng chân nghỉ ngơi tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Maya đã hạ sinh thái tử. Khi thái tử sinh ra thì được chư thiên đến nâng đón và tắm rửa. Sau đó, lúc để xuống đất, ngài đã bước 7 bước, và dưới mỗi bước chân là một bông sen nở. Thái tử đưa tay lên trời mà nói: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn." Đó là 7 bước chân và lời nói đầu tiên của ngài. Ai là người Phật tử cũng biết lịch sử Phật đản sanh cùng những lời giải thích khác nhau về ý nghĩa 7 bước đi và lời tuyên thuyết đầu tiên này. Có nhiều người trong cũng như ngoài đạo Phật thắc mắc không hiểu vì sao đạo Phật là đạo phá ngã chấp mà Đức Phật lại nói chỉ có ngài là tôn quý nhất, không những trong thiên hạ mà còn khắp các cõi trời và cõi người nữa. Có nhiều vị lại cho rằng tất cả hàng trời người đều tôn xưng ngài là Đấng Thế Tôn, thì như thế câu nói trên cũng không phải sai và cũng không trái với giáo lý giải thoát. Vân vân và vân vân. Thật ra trong kinh Phật có giải thích sự kiện này. Hôm nay nhân mùa Phật đản, người viết xin được trình bày thêm y cứ vào kinh điển và ý nghĩa lời kinh để làm sáng tỏ. Về câu "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", dịch ra tiếng Việt là "trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý". Câu này chỉ là một phần câu được ghi trong kinh Sơ Đại Bản Duyên trong bộ kinh Trường A Hàm quyển 1, một quyển kinh ngắn lược thuật nhân duyên giáng sanh, thành đạo và giáo hóa của 7 đức Phật trong thế giới Ta Bà. Nguyên văn câu đó được dịch như sau: "Trên trời dưới trời duy ta là tôn quý, ta muốn cứu độ chúng sanh khỏi dòng sinh già bệnh chết". Đó là lời Đức Phật Thích Ca thuật lại khi Đức Phật Tỳ Bà Thi, vị Phật thứ nhất bổ sanh trong thế giới Ta Bà, ra đời đã nói lên lời như vậy. Cũng giống như ngài Phật Thích Ca đã nói lên lời như vậy, và ấy cũng là thông lệ của chư Phật. Xét về mặt ngôn ngữ, câu trên cho thấy rằng chỉ có ngài là bậc tôn quý nhất trong loài người và trời. Ngài đã thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi và thị hiện cõi Ta Bà để cứu độ chúng sinh thoát khỏi dòng sinh tử như ngài. Tuy nhiên, nếu xét về mặt ý nghĩa của câu nói, chúng ta nên hiểu chữ ta trong câu "duy có ta là tôn quý" không phải là cái ta của Thái tử Tất Đạt Đa, một cái ngã sinh diệt như cái ngã của 100.000 chúng sinh khác. Chữ ta ở đây chính là Phật tánh, là chân tâm, chẳng hề sanh, chẳng hề diệt, hoàn toàn thanh tịnh, là cái xa lìa tất cả những cái gì gọi là đối đãi. Cái ta đó hay cái ngã đó chính là chân ngã, chính là pháp thân thường trụ, không bao giờ hoại, bao trùm khắp không gian và thời gian. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Như Lai Tánh, Đức Phật dạy: "Ngã tức là nghĩa Như Lai Tạng, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tức là nghĩa của ngã". Nghĩa của ngã như vậy từ nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sinh chẳng nhận thấy được. Cũng trong kinh này phẩm Tứ Tướng, Phật nói rõ thân của Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân thịt máu mạch gân xương tủy hợp thành, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện vào thai mẹ, vì tùy thuận cách sanh của chúng sinh mà thị hiện làm đứa trẻ. Thật ra Phật tánh hay chân tâm hay chân ngã hay pháp thân là một cái gì khó hiểu, khó nhận biết và khó trình bày, vì thực chất của nó nằm ngoài ngôn ngữ, ngoài thế giới tương đối hiện tượng. Chúng ta chỉ có thể biết qua nhận thức, qua kinh điển, rằng Phật tánh là một cái gì đó chỉ có người chứng ngộ mới biết được, là một cái gì đó không sanh, không diệt, không đi, không đến, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải do nhân làm ra, cũng chẳng phải không nhân, chẳng phải tự tác, chẳng phải tác giả, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải có danh, chẳng phải không danh, chẳng phải danh sắc, chẳng phải dài ngắn,
chẳng phải nhiếp trì trong ấm, giới, nhập. Khi nói về Phật tánh, Đức Phật thường dùng phương cách lìa tứ cú để dạy chúng ta, có nghĩa là lìa khỏi bốn kiến chấp hay bốn phạm trù thế gian tương đối, có, không, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không. Ngoài ra, Ngài cũng dùng tỷ dụ hay phương thức ngụ ngôn, hàm chứa những ý nghĩa thâm thúy, ám thị lý tuyệt đối, mà chân lý tuyệt đối này không thể dùng lời trực tiếp mà giảng giải, vì lời chỉ là khí cụ diễn đạt cái tư tưởng tương đối, cái có hình, có tướng trong thế giới nhị nguyên. Như khi nói về chân tâm Phật tánh, Ngài kể trong kinh Đại Bát Niết Bàn về một cô gái nghèo, trong nhà có kho vàng rồng mà không biết. Đến khi có người khách khéo biết phương tiện chỉ cho chỗ cất giữ kho báu, cô trở nên giàu có. Người khách khéo biết phương tiện dụ cho Phật, cô gái nghèo dụ cho vô lượng chúng sinh hiện bị các phiền não che đậy, và kho vàng rồng chỉ cho Phật tánh chân tâm. Câu chuyện gã cùng tử hay viên ngọc châu trong đáy túi áo trong kinh Pháp Hoa cũng tương tự. Như vậy, khi nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, Đức Phật lúc ấy là Thái tử Tất Đạt Đa, không nói về cá nhân Ngài, về cái thân tứ đại ngũ uẩn sinh diệt, mà nói về cái tâm chân thật, cái ngã chân thật của chúng sinh. Chính cái tâm đó mới là tôn quý, mới là tối thượng, và cái tâm chân thật đó chính là tâm Phật mà ai ai cũng có, bất luận giàu nghèo, sang hèn, bất luận màu da, ngôn ngữ, bất luận tôn giáo, chính kiến. Bây giờ nói về bảy bước chân trên bảy đóa sen nở của Phật. Tại sao không phải là ba bước, bốn hay năm bước? Có người giải thích, Ngài bước bảy bước là vì Ngài là vị Phật thứ bảy, tiếp nối sáu vị Phật đi trước, mà bắt đầu là Phật Tỳ Bà Thi. Có người khác giải thích bảy bước là tiêu biểu cho bảy đại, địa đại, đất, thủy đại, nước, phong đại, gió, hỏa đại, lửa, hư không đại, kiến đại và thức đại. Còn bảy đóa sen nở tượng trưng cho sự thành Phật của bảy hàng đệ tử Phật, gồm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, vân vân và vân vân. Thật ra con số bảy trong Phật giáo có rất nhiều tiêu biểu. Ngoài thất đại, còn có thất bồ đề phần, tức bảy cấp bậc tiến đến giác ngộ, biểu tượng cho trình tự tu chứng. Thêm vào đó, còn có thất giác chi, tức bảy pháp của người Phật tử cần phải tu tập để tiến tới giải thoát. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Trong kinh Thập Thượng thuộc bộ kinh Trường Bộ, Đức Phật có nói tới 10 thứ 7 pháp, tổng cộng là 70 pháp đã đưa Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. 7 tài sản, 7 giác chi, 7 thức trí, 7 tùy miên, 7 phi diệu pháp, 7 diệu pháp, 7 thượng nhân pháp, 7 tưởng, 7 thù diệu sự, 7 lậu tận lực. Con số 7 mang nhiều biểu tượng như trên, và 7 bước chân đầu tiên của Phật cũng có thể mang hàm ý như thế. Tuy nhiên, ai là người Phật tử thấm nhuần đạo Pháp cũng đều hiểu rằng không phải Phật chỉ bước có 7 bước với 7 bông sen nở dưới chân, mà là bước vô lượng bước trong khắp cõi ta bà, trong khắp không gian vô tận và thời gian vô cùng. Không một chỗ nào, không một sát na nào mà không có bước chân Phật, mà không có hoa sen nở. Thông tri của Diệu Pháp Âm về việc xây dựng phiên bản website mới và bổ sung tên miền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân kỷ niệm ngày Phật ra đời lần thứ 2633 và 3 năm hoạt động của trang web sachnoiphatgiao.org, ban quản trị website cho xây dựng lại phiên bản website mới với tính năng hoàn hảo hơn. Đồng thời bổ sung thêm hai tên miền diệupháp.net và diệupháp.org. Dự kiến phiên bản mới của trang web sẽ ra mắt phục vụ tăng ni Phật tử vào mùa Vu Lan năm nay. Trong thời gian xây dựng phiên bản mới, website vẫn hoạt động bình thường với ba tên miền trên. Tin rằng sau khi hoàn tất phiên bản mới với những tiện ích và băng thông lớn,
sẽ đáp ứng nhu cầu nghe và download hoàn hảo hơn. Nhân dịp này, chúng tôi thành tâm tri ân và đảnh lễ Hòa Thượng Thích Trí Quảng, chư tôn đức lãnh đạo và quý Phật tử bảo trợ, quý cộng tác viên đã nhiệt tâm ủng hộ. Và chúng tôi cũng hết sức tri ân tấm lòng Phật tử, quý vị hữu duyên xa gần đã tiếp nhận, khích lệ trang web sachnoiphatgiao.org và diệupháp-âm.net trong 3 năm qua. Kính nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh an lạc. Kính chúc quý vị sức khỏe, an lạc trong chánh pháp, nhiều điều tốt đẹp trong công tác Phật sự, thành tựu mọi tâm nguyện. Ban biên tập.